Em ơi, đi đâu anh chở đi lấy rẻ cho. Em không có tiền. Ủa, em ở dưới quê mới lên hả? Rồi có người thân nào ở trên này không? Dạ không. Rồi em ở dưới quê lên không có người thân nào ở đây, còn giờ không biết đi đâu luôn hả? Rồi giờ anh tính sao? Em không biết. Số tôi số bao động, cô vững chắc vô nha. Tới nơi rồi, để tôi nói giúp cô đừng có lo nha. Không sao đâu. Người yêu ơi, người yêu ơi, đi đâu giờ này mới xuất hiện vậy? Chị, có con bé này nè, nó ở dưới quê mới lên, không có chỗ ở, không có việc làm gì hết đó. Không ấy chị giúp cho nó ở đây một bữa. Ủa, xong rồi cứ dẫn người lạ tới đây hoài à. Mày thì có, tao nói có được mà biết đó là ai đâu mà giúp. Coi như làm phước đi chị, tội nghiệp lắm. Em chạy xe em còn không lấy tiền xe của con bé nữa đó. Đi nha chị. Đi em. Dạ. Ngồi đi. Uống nước đi em. Dạ. Em đánh tâm hả? Dạ. Sao? Giờ em tính làm sao? Em không biết nữa chị ơi. Người quen của em trên Sài Gòn em gọi điện không có được. Còn bạn thân đi chung với em thì lừa tiền em. Trong túi em bây giờ còn có 1 triệu à. Bạn gì vậy? Bạn gì mà khốn nạn vậy? Chơi chó đó chơi với ai? Em muốn ở lại Sài Gòn lắm chị. Chị giúp em một công chuyện gì trên này nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Thôi được rồi. Tôi thấy cái máy cặp đó giống tôi đó, tôi mới giúp cho đó. Rồi tôi thấy ai mà có chuyện gì đó rồi tôi giới thiệu cho. Mà tính tôi đó là tôi nói số khổ lắm. Có một thằng em cũng y hệt vậy đó. Ăn rồi cái lo chuyện bao đồng không à. Đói bụng không? Ăn bị gói nha. Nhìn mặt thấy đói rồi đó. Trời ơi. Thấy tôi đứng vậy không có đỡ tôi một cái thôi được rồi. Tôi đi được rồi. Năm nay 20 ngoài chưa? Dạ 21. Người yêu có chưa? Dạ chưa. Trời ơi, cái gì vậy má? Tầng tuổi này mà chưa có người yêu, bộ định theo trường phái cổ mộ hả? Dạ chắc vậy quá. Chết mẹ. Hết ga rồi. Dạ thôi không sao đâu ạ. Chị cho em ở lại đây là em cảm ơn lắm rồi. Nè, thương á chị mới nói nha. Đất Sài Gòn này khó sống lắm đó. Phải kiếm cho mình một người đàn ông lo lắng giúp đỡ cho mình, nhớ không? Chị ơi. Chị ơi sao em nhức đầu quá chị ơi. Thiếu ngủ phải không? Em khó thở quá. Gì vậy? Em nói thiệt hả chị ơi? Có chuyện gì không vậy? Hê, trời ơi Tâm. Tâm, tôi mới biết bà ở nhà. Bà đừng bị gì trong nhà tôi đó. Tâm. Tâm. Bà. 20 triệu là 20 triệu. Ăn chơi bớt trả giá lại. Mới đầu thì cái gì cũng chịu hết á. Mà đứt trả tiền á là không chịu. Ăn giọng gì đó ăn giọng đi. Cho đã rồi chửi mình à. Ra gì đâu chửi người ta. Tôi là vợ ông hả? Tôi nhào đầu xuống sông rồi. Vậy đi. Nào có hàng mới tôi kêu.
Tại sao mày làm vậy? Tại mày nhờ. Đâu ai mời ai thỉnh đâu. Tự nhiên mày lăn vô nhà tao, mày nói chị ơi chị giúp em với chị thương em, giờ chị bắt em làm cái gì cũng được hết. Có không? Có không nè? Tao nghe mày nói câu đó tao mới bỏ thuốc mê. Tôi giết mày. Thôi, mày dãy nữa mày chết đó. Nó ho kìa. Mày nghĩ sao? Tao làm cái nghề này cho đến ngày hôm nay mà tao đứng yên để cho mày đánh hả? Giờ tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Nghe tôi nói nè. Tiền bán trinh của mày á, 20 triệu. Phần mày 5 triệu. Cầm. Cầm. Tao ăn nhẹ 10 triệu. Thằng sẽ ôm 2 triệu, 3 triệu là chung chi các thứ. Xong phẳng nha, tao không cắn một đồng nào hết á. Bây giờ xong tiền rồi, bây giờ nói qua chuyện khác nha. Chuyện đạo lý nè. Giờ mày nghĩ đi. Đời một đứa con gái á, trước sau gì á là cũng làm chuyện đó với một người đàn ông. Trước sau gì mày cũng làm, thì tại sao mày không làm lúc này để có tiền? Tao biết khi tao làm điều này với mày, mày sẽ giận tao lắm. Nhưng mà trong thời điểm này mày không có tiền á, thì mày sẽ giận mày hơn. Mà giờ chuyện đã xong rồi, mày có 5 triệu đó, mày muốn làm gì mày làm. Thấy không? Bây giờ vậy, nếu mà thấy thích á, thấy yêu cái nghề này đó, thì chị sẽ đưa mày vô ngành. Còn nếu mà mày cảm thấy là mày đau đớn hay mày buồn bã gì đó thì thôi, mời ra khỏi nhà. Vậy thôi. Bước ra khỏi chỗ này á là ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai chị em mình không có ai dính líu gì với nhau hết. Làm sao? Đi hay ở? Quyết định. Tâm, lời cuối cho nhau nè. Trên đường đời xuôi ngựa, rủi mà cuộc đời nó có tát vào mặt em không kiếm tiền được á, thì em hãy nhớ đến chị. Em cứ quay về, chị welcome em anytime. Nhỏ này không biết tính, dở. Sao vậy? Anh có thể không? Có thể sao nè? Đừng ném đứa em ăn được không? Anh xin lỗi em. Bây giờ sao? Em có tính về quê lại không? Tại trên này cũng không có quen biết ai hết đó. Mà tiền thì em cũng không có nhiều. Em không muốn về quê đâu. Muốn sao vậy? Chuyện dài lắm anh. Nhưng mà anh có tìm giúp em được nhà thuê không? Anh tìm giúp được em cảm ơn nha. Thì để anh ráng anh giúp. Nhà anh bự quá. Anh ở một mình hả? Không, đây là nhà của bạn anh. Ba đứa xe ra. Bạn anh đâu? Chắc giờ này sớm quá nó ngủ rồi. Thì bữa tụi em nói là tụi em cần người xe phòng đó. Anh kiếm người về xe phòng nè. Trời ơi trời, xe phòng cũng đợi tới giờ bình thường xe chứ. Tự nhiên mới hừng đông cái kéo người về đòi xe phòng là sao? Thì em cũng thông cảm, giờ người ta cũng khó khăn. Nó coi giúp được người ta là giúp đi. Không biết người ta là ai đâu. Thôi giúp người ta đi chứ bây giờ nửa đêm nữa không em không giúp ai giúp đi. Giúp được chưa? Giúp đó. Cái gì á? Tân Tâm. Quê ở đâu? Vĩnh Long. Gì? Em ở Vĩnh Long.
nhiêu tuổi? Em 21. Hình như anh hơi khinh em hả? Có. Ngủ mới lạnh nó chỉ vô bị đờm. Xin lỗi. Nhà này có 3 người à, 12 triệu một tháng. Ba đứa tôi đang ở là 4 triệu một đứa. Nếu bây giờ Tâm vô nữa thì chia 4 ra là 3 triệu một đứa. 3 triệu nha. Không bớt miếng nào nữa đâu á, chưa tính tiền điện nước nha má. Nhưng mà... Trời, má ơi, đang nói chuyện với bà uống lộn giấm rồi nè. Đáng đời. Trời, hai người trời hai liền luôn á trời. Rồi, lên cái phòng nè. Nhưng mà Tâm với... Quang. Quang, Tâm với Quang mở với nhau. Có... Không có gì đâu trời. Cả đời tôi bà không có gì với nhau đâu nha. Bà đừng nghĩ tôi có khả năng làm gì bà. Đợi tôi mở trong người bà ra tôi thấy gì tôi xỉu 3 ngày đó. Xong tôi tỉnh dậy tôi thấy tôi xỉu nữa. Rồi yên tâm ha. Ê, con này để gì là ngồi ăn hoài xình cái tô mì lên chưa xong nữa. Lẹ đi. Ngồi đi nè. Này là phòng của tôi. Ê, dừng tay. Bà làm gì vậy? Bà muốn mướm tôi lắm phải không? Từ dưới kia lên tới trên này tôi vẫn thấy bà có ý định muốn chung chăn chung gối với tôi nha. Này tôi ở với lại bé kia là bạn thân của tôi. Bà ở phòng bên này với bà kia. Khó tính nhưng mà dễ thương tốt bụng. Bà chưa có về, khi nào về qua phòng sau. Vào với phòng tôi cất đồ rồi tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ nha. Mặt mày phờ phạc quá. Đi. Vô nè. Ngồi đỡ đi. Rồi sao? Lên đây làm cái gì? Không biết. Có quen ở trên này không? Rồi để làm gì ở đây? Chưa biết. Gì cũng biết hết trơn vậy trời, rồi lên làm cái gì? Hay là dưới quê nhà có chuyện? Phải không? Chuyện dài lắm. Nói đi tôi nghe nè. Nói đi, giờ bạn bè là phải chia sẻ đúng không? Có gì nói tôi nghe. Thôi sao xách đồ đi đi. Tôi không thích cho người lạ vô trong nhà tôi ở. Đi. Thì... Rồi xem chắc nó là người tốt. Thấy người ta khó khăn mà anh cảm nhận người ta hiền thiệt. Anh thấy sao? Em cũng thấy nó tốt. Thì đó, vậy được rồi. Nhưng mà đó là cảm nhận ban đầu thôi. Ai biết con người nó là làm sao? Thì ban đầu ba tụi em cũng có biết ai là ai đâu. Ở chung một thời gian mới thân, đúng không? Mấy cái gì cũng nói được hết trơn á. Tụi nó anh nghe nha. Mai mốt nó khai nó là cướp. Nó giết hết nguyên cái nhà này là anh là người chịu tội đó. Xui quá à. Tụi người ta đâu rồi? Vệ sinh cá nhân rồi. Thiệt á, tôi dại dột lắm tôi mới tin lời anh á. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà nóng như vậy? Trời ơi, trà tao mới đổ nước sôi vô chưa kịp ra luôn á mày. Giết tao đi. Anh uống hà mồ còn nói nữa. Anh Tiền. Quang. Cái Tài. Hai người phải giúp đỡ em. Vụ gì? Em đang trốn nợ. Hả? Trời. Mày không có được nói tao ở đây nghe chưa? Con Diệu. Con Diệu đâu rồi? Hả? Dạ. Diệu đâu? À, dạ. Ủa tao nói mày bị điếc không mày? Hả? Tao hỏi Diệu đâu? Chứ nó trả nợ tao coi. Cô chú bình tĩnh đi, đây là nhà chung chứ không phải nhà riêng của Diệu đâu. Nhà chung, tao tính đi có kiểu nhà chung. Tụi bay ở chung với nhau thì tụi bay mới có tình người với nhau chứ. Phải biết bảo ban với nhau. Kêu nó gom tiền trả nợ tao đi. Cô ơi cô, tụi con là bạn nó chứ không phải ba má nó. Không có kêu nó trả liền vậy được đâu cô. Nếu mà tụi bay kêu nó không được á thì tụi bay phải gom tiền trả cho tao. Trời ơi, con không phải ba má nó mà cô nói như cô là ba má của con vậy cô. Cô nói gì đâu có được, tại vì bây giờ ai nợ nó trả chứ. Bây giờ làm sao? Mà nó thiếu cô bao nhiêu tiền? Cô nói cho con nghe, nó thiếu không có nhiều á. Có một cây vàng à con. Trời ơi, một cây vàng. Con Nguyễn Diệu ra đây. Trời, mày điên hả mày? Thiếu gì một cây vàng lận má? Tiền đâu mà trả? Đi ra đây. Trời ơi, một cây vàng lận không cô? Ê, bây giờ chịu ló mặt ra rồi ha. Ra chứ. Có loại bạn vậy trốn sao nổi. Mượn gì mượn dữ vậy em? Em bị giật hụi. Giờ phải mượn tiền để cấn qua nè chứ có ai muốn đâu trời. Trời ơi. Mà cô làm gì cô la làng dữ vậy? Tôi có mượn tiền của cô đâu. Trời ơi, nó có mượn tiền của cô đâu mà cô làm như đúng rồi vậy? Tôi mượn chồng cô mà. Ừ đúng rồi đó, mượn chồng ta chứ không có liên quan gì tới người ta hết trơn nha má. Mày đúng á. Ông thấy nhục nhã chưa? Nó đáng tuổi con ông đó mà ông đi mê nó. Rồi ông cho vàng nó mượn. Nè, bây giờ tôi mệt rồi, tôi giao cho ông. Ông phải đòi cho bằng được. Nếu ông đòi không được đó
để ông mệt với tôi đó. Tụi bay canh ổng cho tao. Mày thấy mày làm phiền tao không? Tại sao mày hứa trả mày không trả? Sao anh nặng lời với em vậy? Lúc anh cho mượn anh đâu có kêu mày tao. Trời ơi Diệu, mày đừng có nói với tao mày cặp ổng nha Diệu. Nghĩ sao vậy? Mới flirt thôi. Trời cái gì vậy má? Mày flirt cái gì mà gần bằng tuổi cha mày vậy mày? Kệ tao đi. Rồi bây giờ từ từ trả. Cây vàng chứ không phải cây đèn đâu mà đưa liền được. Bây giờ nói sao? Mày thiếu nợ mà mày nói cái gì hả? Mày đâu rồi? Vô đây coi cái gì có giá. Hốt hết rồi tao. Cái gì vậy? 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 Ui anh đau quá. Từ từ nói anh ơi. Ui anh, em còn 2 triệu. Em còn 2 triệu trên lầu, em lấy anh trả trước. Chứ lại. Mình nói chuyện riêng được không? Mày làm gì đây? Ông Thời giờ không biết hả? Mày đang uy hiếp tao hả? Tôi không có uy hiếp ông. Tôi chỉ đang thương lượng thôi. Đây là bạn của tôi. Để yên cho họ. Đừng có để cho vợ ông biết những gì ông đã làm với tôi. Đến lúc đó tôi không biết bà sẽ làm gì ông đâu. Một cây vàng sao để yên được? Ông làm lớn lên coi. Có tôi bà có để yên cho ông không? Nhưng một cây vàng tao lấy đâu ra đưa cho bà? Đó là chuyện của ông. Ông tự tìm cách đi. Có tiền đi làm chuyện xấu xa vậy. Không có tiền đâu cho bà hả? Nãy giờ tôi bình tĩnh lắm luôn đó. Chắc không tôi giết ông rồi. Xong rồi phải không chú? Thôi đi về. Về mấy đứa. Coi như một cây vàng đó chú cho mấy đứa khởi nghiệp á. Còn may nữa. Sao nắm tao hoài vậy? Đi về. Nói buông từ nãy giờ không nghe, bóp nát cái dài luôn á. Thằng ôn vật này làm rối tao quá trơn. Nói gì với ổng vậy? Sao? Đòi được không? Được, được nữa. Sao có nhiêu đây ạ? Thì nó hứa cuối tháng nó trả tiếp. Ông nhớ nha, phải đòi lại cho tôi đó nha ông. Thôi, đi về đi. Đi về tụi bay. Số gì mà xui dữ vậy trời. Cùng là con gái với nhau, nghe xót thiệt á. Tôi mà là bà chắc tôi chết. Đau. Nên đau nha, vô duyên quá. Ê. Bà biết cái page con Tắm không? Có nghe qua. Y chang luôn. Trời ơi. Cái câu chuyện gì bi kịch nó y như là người ta viết ra luôn á. Giống quá luôn. Nghe nè. Nãy tôi không biết bà là ai á. Tôi có nói gì bà buồn á bà bỏ qua nha. Giờ tôi biết rồi. Giờ tôi tin bà. Với lại bà á. Bà phải mạnh mẽ lên. Bà phải sống thiệt là hạnh phúc. Tới đây còn nhiều người tốt lắm. Tụi tôi nè. Đúng rồi đó. Ok vậy mọi thứ ổn rồi ha. Em mới lại đây với mọi người đi, anh về trước. Thôi mọi thứ chưa có ổn rồi anh. Nãy giang hồ nó bấm em tím người, em đau muốn chết luôn á. Thì em bấm lại người ta đi. Anh này. Ui da đau mày. Nên đau nha. Mê trai quá. Vậy nha, anh đi trước. Anh Tiền. Em cảm ơn anh nha. Trời ơi có gì đâu. Giúp được gì thì anh giúp. Ủa Quang, lúc nãy Quang nói nhà này có 3 người mà. Người còn lại đâu? Ai à? Ai đây? Linh nói Tâm nghe. Linh là một người rất tâm linh. Cho nên là để mà coi vào cái nhà này ở được không á, phải coi bề trên có cho phép hay không. Chứ mai mốt về ở không được. Phiền lắm. Cặp vợ chồng này đi nước ngoài định cư rồi để căn nhà này lại nè. Bà tìm nó ra căn nhà bự nhà mà 12 triệu một tháng.
đúng không? Cỡ này 2-3 ngàn đô mà kiếm không có luôn nha. Ở trong này hên luôn. Trời trời cho ở được nha trời. Thêm người vô xe bớt một đứa 1 triệu là đã lắm luôn á. Hai đứa bay có để tao coi không? Rất tâm linh luôn đó. Rất linh nha, coi nha. Cứng đầu nha. Nhìn bên ngoài bánh bèo yếu đuối vậy chứ mà bên trong mạnh mẽ lắm mà. Muốn làm gì làm bằng được, không chịu thua ai hết, phải không? Cũng có thể. Có thể gì nữa nè, nguyên cái lá king nè. Nhưng mà đúng rồi đó, cũng nhờ cái lì đó đó nên đời cho bà gặp sóng gió hoài luôn. Nhưng mà tôi thấy á, có bóng dáng một người đàn ông nha, sẽ đến bên đời bà, không chừng cú này á đưa bà lên hương luôn đó. Có khi nào lãnh tiền không trời? Trời, tôi nghĩ bà này đúng mà. Bà đừng nói bà giật chồng tôi như bà nội. Không tới lượng ông tiền đâu, ông vàng á. Ông vàng là ông nào? Ông mới cho bán cây vàng. Quý này khùng quá. Hai đứa bay luôn á. Có đó, có. Làm gì đâu. Mày nói hoài luôn. Mày nói hoài. Được chưa? Được. Ê trời, vừa có người giúp, giờ có người hại nè. Mà đàn ông luôn. Cái người này á, bà phải cẩn thận nha. Bà đi đến đâu là người ta cản tới đó đó. Ê, cái lá này giống ông vàng hơn á. Không, ông vàng cho nó vàng mà sao hại được. Anh Tiền đó. Anh Tiền mắc gì hại nó? Tại bây giờ nó gặp anh Tiền tôi mới hại nó nè. Tao hại hai đứa bay luôn á. Coi đi, coi đi. Lá cuối nha, chứ lá này đàn ông đó là xu luôn á. Đàn ông. Bên ngoài đàn ông, bên trong phụ nữ nha. Trong quá khứ, có một người đàn bà đem đến cho Tâm rất nhiều tổn thương và đau khổ. Nè, nhưng mà sao có cái xu hướng nuốt mọi thứ ở bên trong, chịu cực chứ cho khổ vậy? Em cũng không biết nữa. Tính em vậy mà. Ai? Trời ơi, sao mày không đi kiếm con kia về ký giấy cho tao bán nhà? Trời ơi, mẹ ra ngoài đi, con đang kiếm tiền. Mày kiếm tiền hả? Mày kiếm tiền bằng tao bán cái nhà này không? Đi. Nhanh. Bây giờ em mới làm hết phần này đi. Phần còn lại ông Sơn sẽ gửi em sau nha. Những cái tiểu này này em phải đổi lại hết, không có để gì được đâu. Này là em mới đổi lại thành cái lớn rồi. Những cái sau này em phải đổi qua bên này nha. Rồi hai phần này là phải giống nhau. Dạ. Nhất là cái pha đồ nằm ở giữa này nè nha. Ý, sếp. Sếp làm hết rồi. Sao vậy Aaron? Bộ anh đáng sợ lắm mà. Dạ không, em giật mình thôi. Đang làm cái gì? Dạ, thưa sếp, đây là bản tường trình để chuẩn bị present cho sếp. Quảng cáo mới à? Dạ. Quảng cáo gì? Thuốc tiêu chảy. Wow, tuyệt vời. Còn gì tuyệt vời hơn tiêu chảy hả? Đang rất hào hứng nha. Đi, vô phòng họp. Dạ. Kate, thằng em Son chưa đi làm nữa. Em gọi nó liền đi, sắp tới giờ họp rồi kìa. Dạ, để em gọi. Đâu rồi Quang? Đang ngủ xíu mệt quá. Trời ơi, giờ này còn chưa đi làm nữa. Trời ơi, chết rồi, sao mày không kêu tao dậy? Tao thấy mày dậy rồi, mày còn kêu tao đi làm trước mà. Chết mẹ rồi, trễ quá. Nó quậy tao quá, mày ơi, đau bụng nguyên đêm luôn á, ngủ được.
Hồi nãy tao dậy rồi, tao định ngủ thêm có chút xíu rồi mà ai ngờ nó đi luôn. Ôi, bữa nay mày phải thuyết trình ý tưởng quảng cáo cho sếp đó. Ông bắt trình bày hai phương án lận đó. Mày ăn cầu giờ với tao, tao tranh thủ tao chạy lên nha. Mà tối hôm qua mày nghĩ ra option 2 chưa? Chết mẹ rồi, chỗ đó tao bị gì? Ơi, đừng có nói nhảm nữa, lên công ty lẹ đi. Trời ơi, rồi, để tao coi, để tao kiểm tra coi nha. Ôi mẹ ơi, chết. Trời ơi, sao đau bụng gì mà rêm nguyên người như đi đẻ vậy trời. Em Strong đã có đến không? Báo đen còn biết đi về chứ. Dạ, dạ em xin lỗi sếp. Ông Sean đang tới, sếp đợi em tí nha. Dạ, dạ em xin lỗi sếp. Ê bà Tâm. Chết rồi trời, đúng là cái miệng hại cái thân thiệt mà. Nghĩ sao ăn bún đậu mắm tôm mà uống trà sữa ăn chiến biết nữa. Bây giờ sao? Trời ơi, quên luôn cái phương án 2 rồi. Không có lưu luôn. Bà nữa. Rồi sao thấy tôi ngủ không kêu tôi dậy đi, để tôi ngủ tới giờ này vậy trời. Ủa, sao tôi biết được phải gọi quan dậy? Trời, bà phải có giác quan bà tự bà biết chứ, không lẽ đợi tôi nhắc bà mới kêu tôi dậy. Thì lần sau nhắc đi, rồi tôi gọi dậy cho. Có bây giờ tôi nói chữ tiêu chảy đâu mà nó vẫn biết nó tới nó tìm tôi dậy nè. Ôi là trời ơi, thì có nguyên cái nhà nó giết tôi là tại bà đó, nguyên công ty nó giết tôi là cũng tại bà luôn á. Ui, ai đào quá. Ủa nhưng mà sao mình không có lấy vấn đề này nè, mình bỏ trong kịch bản. Vấn đề gì? Tiêu chảy. Đã quảng cáo thuốc tiêu chảy rồi, còn bỏ cái hình ảnh tiêu chảy vô còn gì nó phô hơn nữa không? Rồi có bao giờ bà thấy hình ảnh cô tắm mà bị tiêu chảy chưa? Bà bận áo tiểu thân bà vô toilet bà đi đường nào? Trễ quá rồi. Em Sean nó có đến không? Sự thật là ông Sean nó bị nó bị cái gì? Dạ bị tiêu chảy sếp, cho nên nó không có tới được sếp. Tụi em khôi hài quá. Đi trình bày ý tưởng về thuốc tiêu chảy, bị tiêu chảy nên không đến trình bày được. Cái em vừa tiêu diệt một buổi sáng của tôi. Sếp ơi, nhưng mà ông Sean có gửi ý tưởng cho em á sếp. Sếp cho em cơ hội để trình bày luôn được không sếp? Rồi có bao giờ bà thấy hình ảnh cô tắm mà bị tiêu chảy chưa? Ai nói là cần phải là cô tắm? Bà da chánh không bả chứ là ai? Con cám hay gì gẻm được mà. Cô tắm đứng bên cạnh giúp thôi. Khi mình quảng cáo thuốc tiêu chảy thì thuốc tiêu chảy nên là nhân vật chính. Trời ơi, một ý tưởng điên rồ như vậy mà tụi em cũng dám nghĩ ra. Vô. Cảm ơn vị của tinh của nhân loại. Thấy bên này máy đẹp không? Rất đẹp đúng chưa? Quá đẹp. Biết đâu ra không? Đâu? Lấy của bà lính. Ủa? Mày lấy tao khi nào vậy? Sao nói? Nói mày mắc mớ gì mày cho. Lựa cái đầm lúc mà mày mập cho lùn nhất đó mới vừa với bà size này nè. Mày đẹp. Nhưng mà biết bao nhiêu đồ không lựa. Lựa cái hở lưng mắc cỡ không chết. Lưng mày đẹp không có mụn thì mày khoe ra mày lo gì. Mấy con quỷ mà lưng mụn không mà còn khoe tao mới ghê á nha. Bỏ cái máy ngố đi nó bớt ngố liền. À, đẹp liền, sang liền, bớt ngố liền. À, ngon không? Ngon ha. Vô vậy sự ngon. Vô nè, vô nè, vô. Ngon. Mày uống một miếng coi. Ngon đó. Công nhận vụ này tôi nể. Nể bà Tâm nha. Không có bà Tâm chết.
Thôi mà Quang đừng có nói vậy. Lâm có làm cái gì to lớn đâu, tụi em kéo tới cái tiệc này mắc cỡ muốn chết coi mồi đâu. Bà vô duyên quá à. Đi tụi tôi nè, anh tiền mời bà. Cái tiệc mấy trăm người, sếp ông có biết từng người đâu mà bà lo. Miệng ăn bao nhiêu tiền dữ vậy. Tôi định dắt ba má tôi đi nữa mà ông ba bự đi đám cưới đó bà. Nhưng mà có làm cái gì nhiều đâu, tự nhiên nghĩ ra thôi hên thôi. À mình nè, em ở dưới quê á, mà sao em rành mấy cái này quá vậy? Em thích coi mấy cái này lắm. Lúc nhỏ thì em coi hoạt hình, xong rồi lớn lên em coi mấy cái clip ngắn mà mấy cái quảng cáo, mấy cái video ngắn ngắn. Em thích lắm, em coi hoài, rất coi nhiều chắc nó vô đầu. Sao em không thử xin vô công ty của anh đi, làm part time thôi. Làm bán thời gian hả anh? Ừ. Anh nói thiệt. Được không anh? Team tụi anh làm về ý tưởng, còn những người thông minh như em vậy đó. Ừ, làm thử đi. Anh Thiện, Tâm á, ở dưới quê mới lên đó, chưa có kinh nghiệm, chưa bằng cấp gì hết trơn á. Anh kêu Tâm làm, mai mốt làm không được anh mất uy tín với sếp á. Đâu sao đâu em, part time thôi mà, thử đi. Ừ, cho làm thử đi, có gì đâu, có tiền đóng tiền nhà đúng không? Được không anh? Được. Tối nay em chuẩn bị cho anh một cái sơ yếu lý lịch, mai em dắt đi gặp sếp. Chắc là Tâm tự đi gặp sếp cũng được á, anh đâu cần đi đâu. Không sao đâu em, Tâm mới lên Sài Gòn mà, đôi khi còn bỡ ngỡ. Thôi thì để anh giúp cho. Mọi người, Linh có hẹn với bạn á, chắc là Linh đi trước ha. Em đi cẩn thận nha. À, chúc Tâm ngày mai được sếp nhận nha. Bộ ngoài tụi mình ra và Linh có bạn hả? Cho nên hỏi bà câu y chang luôn á. Sáu tánh. Vô này. Vô. Hôm nay là kỷ niệm thành lập công ty của chúng ta. Tôi rất là cảm ơn tất cả những thành viên của 3T Media đã đồng hành với công ty, làm việc rất là hết mình. Và cũng chúc mừng thêm một sự kiện nữa là công ty chúng ta mới nhận được thêm một cái job quảng cáo mới từ một nhãn hàng thuốc tiêu chảy. Từ nay về sau các bạn đau bụng có cái mà dùng. Và tôi xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho sự nhiệt thành và làm việc hết mình của team Mr. Tiền. Cảm ơn em. Lúc nào cũng chỉnh chu, lúc nào cũng giỏi nha. Keep on going. Đêm này là đêm của mọi người nha. Enjoy. Ý tưởng lần này tốt quá. Cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng. Ừ. Em chơi với bạn đi ha. Dạ. Chào sếp. Hôm nay em giới thiệu sếp hai bé dễ thương, vô tính lắm. Bé Đào, bé Lê. Chơi với trái cây được không á? Chào bé em. Dạ, chào anh. Em nghe nói công ty của anh đang tuyển người đúng không? Anh có tuyển hai tụi em không? Muốn vô làm hả? Tụi em có giỏi về bạn ý tưởng không? Anh muốn ý tưởng gì? Anh chưa có ý tưởng gì nhưng mà anh thấy điệu quá không phải là ý tưởng hay đâu. Còn em? Em... ý anh là ý tưởng gì? Cậu bé ngây thơ quá ha. Nếu mà chưa bị ý tưởng gì thì đưa bạn lên phòng đi. Lát anh bàn về ý tưởng với bạn. Sếp ơi. Dạ. Đi em phòng này. Đi đây đi. Dạ chào sếp. Em xin mời sếp một ly. Nhân dịp ngày thành lập công ty thì em xin chúc sếp thật nhiều sức khỏe và dẫn dắt đàn em ngày càng thành công. Những chúc Tết quá ha. Sếp cứ vậy hoài. Ai đây? Đây là Tâm, người lên ý tưởng cho dự án vừa rồi. Em chào anh. Em hâm mộ anh lắm á. Em bình tĩnh lại. Cảm ơn em. Rồi đi làm gì vậy? Căng thẳng quá làm gì vậy? Sếp là em lo quá. Dạ. Dẫn nhau đi chơi đi. Bỏ cái máy ngố, cái mặt mày sáng sủa liền không? Ngày mai tôi sẽ bỏ một buổi sáng của tôi ra, tôi dẫn bà đi tút tát lại từ trên xuống dưới. Tôi rửa phèn cho bà. Ok lá. Đúng rồi đó. Nghe lời Quang đi. Ngày mai 1 giờ trưa là bà phải có mặt công ty phỏng vấn rồi. Không thể nào đi gặp sếp với cái bộ dạng xấu xí sần sùi xòe xòa như vậy. Đúng. Ừ. Được không? Ê. Nhưng mà đầu tiên. Sao? Đầu tiên. Dù gì?
Đầu tiên là tiền đâu? Tiền đâu à? Nói về tiền, đừng lo. Tôi sẽ đích thân cho bà mượn 10 triệu, coi như làm vốn, cho có ngoại hình ban đầu nó bắt mắt chút xíu. Mày mượn tao 1 triệu mày còn chưa trả, 10 triệu mày lấy ở đâu ra? Diệu, đừng băn khoăn. Của chồng, công vợ, anh tiền cho bà mượn 10 triệu, cũng như tôi cho bà mượn 10 triệu mà thôi. Nhớ trả lại cho vợ của anh tiền là tôi 10 triệu nha. 10 triệu nhiều lắm, không trả, tôi đánh. Tôi đánh đau lắm đó, tôi đánh thiệt, hiểu chưa? Ê, ông mấy mày nói chồng mày cho tao mượn 1,7 triệu đóng hụi tháng này nha. Diệu, đừng con vậy, tao đánh đau lắm, tôi đánh thiệt. Chị Linh. Hả? Ê, biết chỗ nào bán quần áo đẹp đẹp không? Chỉ em đi mà em dẫn anh Tâm đi mua đồ. Chị cũng không nhớ nữa, bất chợt quá. Sao anh cho em mượn nhiều tiền quá vậy? Thì anh cho mượn mà, khi nào có tiền á thì đưa lại anh, có gì đâu. Trời ơi, 10 triệu lần đó anh, em trả bây giờ mới hết. Mai phỏng vấn thành công nha. Rồi vậy nha, bye bye. Alo? Alo? Em chào sếp ạ. Đã nhận nhau đâu mà gọi là sếp. Dạ, gọi lấy hơn. Thường mấy người hay nói tôi câu đó, không gặp hơn đâu. Dạ, em mong em không có bị như vậy ạ. Cái màu quảng cáo của cô khá thông minh á. Tôi thích điều đó. Ừ, cũng thú vị đấy chứ hả? Cô tên gì? Em tên Tâm ạ. Cô từng làm quảng cáo trước đó chưa? Dạ chưa. Cô quen ai trong ngành này không? Dạ không. Cô kinh nghiệm gì trước đó chưa? Chưa. Cô bằng cấp không? Dạ không. Giờ cô đưa tôi cái này làm gì? Ừ. Bên Trấn Thành nữa. Trời ơi, Trấn Thành nữa ha anh. Sau cái series Bố Già nè. Dạ. Phần 2. Anh ơi, cái series thứ 2 tên gì vậy anh? Bố Già. Không sao, không sao đâu em ơi. Phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Mây đen kia rồi sẽ tan vơi. Rồi em sẽ thấy mặt trời. Không sao, không sao đâu. We'll be right back.